Theerathon Bunmathan là một trong những cái tên nổi bật nhất của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2022, lẫn bóng đá xứ sở chùa vàng trong 10 năm trở lại đây. Cầu thủ sinh năm 1990 này sở hữu sự nghiệp khiến mọi cầu thủ ở trình độ Đông Nam Á phải mơ ước. Không chỉ là hậu vệ cánh trái số 1 của voi chiến, anh còn mang băng thủ quân và là một trong những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất với 76 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh là thành viên đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2016 và 2020, cũng như mang băng thủ quân đội U23 Thái Lan giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2013. Trong màu áo câu lạc bộ, Theerathon Bunmathan hiện khoác áo Buriram United, các nhà đương kim vô địch Thái League, giải vô địch quốc gia Thái Lan. Trước đó, hậu vệ cánh trái số 1 của bóng đá xứ sở chùa vàng từng trải qua 4 năm chinh chiến tại J-League, lần lượt trong màu áo Vissel Kobe và Yokohama F Marinos. Tại đất nước mặt trời mọc, cầu thủ này đã khẳng định được tên tuổi với hơn 120 lần ra sân trên mọi đấu trường và mùa nào cũng thi đấu từ 30 trận trở lên, đa số là đá chính. Mốc son chói lọi nhất trong sự nghiệp của Theerathon Bunmathan là chức vô địch J-League 2019, cũng là mùa giải anh thi đấu thành công nhất với 3 pha lập công cho Yokohama F Marinos. Nhờ thành tích này, thủ quân tuyển Thái Lan cũng trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên đăng quang tại giải đấu cao nhất của xứ Phù Tang. Ngoài ra, anh còn 6 lần vô địch Thái League cùng Buriram United và Muangthong United, cũng như giành hàng tá những danh hiệu khác. Tay thiện xạ cánh trái. Theerathon Bunmathan sinh ra trong nghèo khó, bởi gia đình không mấy khá giả. Con đường đến với bóng đá của hậu vệ cánh trái số 1 Thái Lan, phần vì đam mê, phần vì điều kiện tài chính. Điều kiện gia đình tôi không được tốt, cầu thủ này chia sẻ, bố tôi là thợ cắt tóc, mẹ là công nhân lắp ráp mắt kính. Vì thế, tôi chọn theo học ở trường thể thao, nơi mà học phí và mọi thứ khác đều miễn phí. Nhờ một vị khách quen của bố, Theerathon Bunmathan được giới thiệu để vào học trường thể thao Bangkok. Lúc ấy, tôi chỉ có một đôi giày thể thao vừa để đi lại, vừa để thi đấu và đã cũ mềm. Nhà vô địch Thái League 6 lần nhớ lại. Huấn luyện viên đã phải bảo tôi về nói với bố mua cho đôi giày mới. Sau khi chui rèn những kỹ năng ở trường thể thao Bangkok, đến năm 15 tuổi, Theerathon Bunmathan chuyển đến trước Aksumshen Thonburi. Tốt nghiệp trung học, anh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Ras Pracha trước khi đầu quân cho Buriram United, tiền thân là đội bóng điện lực tỉnh Buriram. Bằng tốc độ, kỹ thuật, sự xông xáo và cái chân trái cực khéo, sự nghiệp của Theerathon Bunmathan thăng tiến nhanh chóng. Năm 2013, anh thậm chí còn được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất Thái League, danh hiệu vẫn thường dành cho những ngôi sao chơi ở vị trí tiền vệ hay tiền đạo. Lối chơi của cầu thủ này có thể so sánh với hai thần tượng là Ashley Cole và Jordi Alba, những hậu vệ trái không có thể hình to lớn, chơi bóng khéo léo và hỗ trợ tấn công rất tốt. Ngoài ra, cầu thủ này sở hữu những cú đá phạt và cú sút xa cực kỳ lợi hại. Tại J-League, anh từng ghi bàn từ một quả đá phạt góc. Thành danh đồng nghĩa là Theerathon Bunmathan bắt đầu kiếm được nhiều tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình. Năm 18 tuổi, cầu thủ này đã tích lũy được 200.000 baht, tương đương với 135 triệu Việt Nam đồng nhờ những năm tháng khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia. Sau khi chuyển sang Buriram United, Theerathon Bunmathan nhận được mức lương 25.000 baht, tương đương với 17 triệu Việt Nam đồng mỗi tháng và bắt đầu có điều kiện mua sắm. Khoản chi tiêu lớn đầu tiên của cầu thủ này là mua 2 chiếc ô tô cho gia đình và bản thân. Khi đã thành danh, tuyển thủ Thái Lan này còn bỏ ra 6,7 triệu baht, tức hơn 4,5 tỷ để mua nhà cho bố mẹ. Tuy giàu có và nổi tiếng, cuộc sống đời thường của Theerathon Bunmathan không hào nhoáng như nhiều người tưởng. Cầu thủ này sinh hoạt chuẩn chỉnh để duy trì thể trạng. Anh không rượu chè, thuốc lá hay tụ tập tại vũ trường. Chính vì vậy, Theerathon Bunmathan đã chơi bóng đỉnh cao suốt hơn 10 năm qua, một quãng thời gian đáng nể. Dân chơi hệ cùi trò. Tuy được mến mộ tại quê nhà, nhưng hình ảnh của Theerathon Bunmathan trong mắt người hâm mộ Đông Nam Á lại khá xấu xí. Nguyên do từ lối chơi xông xáo thái quá và tâm lý có phần bất ổn của hậu vệ cánh trái này. Trên sân cỏ, đặc biệt là mỗi khi rơi vào trạng thái ức chế tâm lý, Theerathon Bunmathan không ngần ngại đá xấu, đá láo, thậm chí sử dụng cùi trò để giải tỏa vào cơ thể đối phương. Hậu vệ cánh trái của tuyển Thái Lan này đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu là nhận 2 thẻ đỏ chỉ trong 3 ngày. Đó là vào năm 2013, khi khoác áo voi chiến tham dự vòng loại World Cup 2014, cầu thủ này lĩnh thẻ đỏ ở phút thứ 90 gặp Ả Rập Saudi. Sau trận này, Theerathon Bunmathan đến Indonesia và tham dự SEA Games 2013 và ngay trận đầu tiên đã nhận 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng ít phút. Vì sự cố này, cộng thêm thành tích tệ hại của U23 Thái Lan tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm đó, Theerathon Bunmathan trở thành vật tế thần và từng bị gắn mác chai hư. Thời điểm đó, anh đã sốc tới mức từng nghĩ đến chuyện từ giã đội tuyển quốc gia dù chỉ mới 23 tuổi. Tuy nhiên, Bố của Theerathon Bunmathan đã giúp cậu con trai trấn tĩnh và trở lại với đường ray sự nghiệp bằng câu chuyện của chính mình. Ông nói rằng ông đã phải cần cù lao động suốt quãng đời thanh xuân để nuôi nấng cậu con trai và không bao giờ để lãng phí thời gian. Mặc dù trưởng thành hơn sau cú sốc, tuy nhiên tính khí bốc đồng trong người Theerathon Bunmathan không bao giờ mất. Điển hình như trong các trận gặp đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2020, hậu vệ cánh trái này liên tục có những hành động chơi xấu những chiến binh sao vàng. Đặc biệt là nhiều lần dân chơi hệ cùi trỏ này sử dụng tuyệt chiêu để quật ngã đối phương. Xuân Mạnh đang di chuyển, Theerathon Bunmathan đi ngang qua, vô tình vung cùi trỏ vào ngực. Quang Hải đang cầm bóng, cầu thủ này lao vào tranh chấp bằng cú cùi trỏ vào mặt. Trọng Hoàng đang băng lên, gã đồ tể xứ sở chùa vàng ra tay bằng cú thúc vào má. Và không chỉ là cùi trỏ, móc mắt, kéo chân hay bất kỳ hành động xấu xí nào cũng có thể được thủ quân tuyển Thái Lan tung ra. Cầu thủ này tạo cảm giác cứ va vào cầu thủ Việt Nam là sẽ dùng tay để đánh nguội, đánh một cách rất lộ liễu và thô thiển. Biện minh cho những hành động của mình, Theerathon Bunmathan cho rằng: hãy nhìn vào những gì đang diễn ra rồi mới bình luận về tôi. Vừa qua tôi đã chơi cho Buriram United 3 trận và tôi quá khích ở chỗ nào vậy? Còn về AFF Cup, tôi nói thật này, tôi đã chơi ở J-League 4 năm rồi. Tôi chưa bao giờ tức giận hay tổn thương nhiều như khi về đá giải Đông Nam Á cả. Bởi vì ở J-League 1, người ta chỉ tập trung đá bóng. Còn ở AFF Cup, các đội cứ gặp Thái Lan là đá rất quyết liệt. Thế thì tôi có thể buông xuôi và chấp nhận việc mình bị đá mãi hay không? Tất nhiên, lời biện minh này thông qua thực tế những gì đã diễn ra trên sân thì chẳng khác nào nghe nghiện trình bày. Đơn giản, vung cùi trỏ vào đối phương đã trở thành thói quen trong vô thức của Theerathon Bunmathan để giải tỏa tâm lý mỗi khi ức chế, giống như Luis Suarez hay có trò cẩu sực. Tuy nhiên, nếu chiêu dùng răng cắn người của ngôi sao người Uruguay chỉ xấu về hình ảnh chứ thực tế không khiến đối phương đau đớn, thì cách cùi trỏ của Theerathon Bunmathan có thể khiến cầu thủ đối phương đổ máu. Một cầu thủ từng có 4 năm chơi ở Nhật Bản đáng ra phải ý thức được điều nguy hại ấy, chứ không phải đổ lỗi cho cái ao làng mà anh ta sinh ra.